Ok, hello, chào toàn thể anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của tôi và tôi là Đạt đây. Thì cái video này thì tôi sẽ quay nhanh thôi nha tất cả các ông, tại vì hiện tại là tôi đăng cái video này lên cũng đã khá là trễ cái giờ trưa rồi. Thì chính vì thế là tôi quay cái video này nhanh, thì bởi vậy là anh em nào mà xem không kịp thì nhớ là tua cái video lại để xem ha. Rồi thì ở trong video ngày hôm nay tôi có hai cái thứ cực kỳ quan trọng để tôi phải gửi đến cho tất cả các ông đây. Cái thứ đầu tiên là về một cái phiên bản Menu Farm mới vừa ra mắt, và đặc biệt là như mấy ông có thể biết, nếu mà ông nào chơi cái tựa game Lock Foot này lâu rồi thì mấy ông sẽ biết một cái bản menu có tên là Maru Hub nha anh em. Đó, thì cái bản Maru Hub đó là một trong những cái bản mà có thể nói là phiên bản VIP, và để có thể sử dụng được cái phiên bản Maru Hub đó thì anh em bắt buộc là anh em phải bỏ một cái chi phí ra để anh em sử dụng ha. Rồi, còn đối với lại ngày hôm nay tôi mang đến cho anh em á, thì đây cũng là một trong những cái bản menu có thể nói là có cái giao diện á, nó y chang Maru Hub luôn anh em ạ. Nó cũng có cái màu xanh cực kỳ đẹp như Maru Hub luôn, và đặc biệt á là nó mới vừa ra mắt ngày hôm nay và nó không cần phải bỏ phí ra nha anh em. Không cần bỏ phí này. Đó, thì anh em nghe tới đây anh em thấy nó ok không? Nó hoàn toàn miễn phí luôn, và chắc chắn rồi thì tôi sẽ để dưới phần bình luận game cho tất cả các ông ha, để các ông có thể lấy về để các ông trải nghiệm, các ông sử dụng. Rồi, tiếp theo nữa thì trong video ngày hôm nay thì do có quá là nhiều bạn yêu cầu tôi á là làm về cái cách mà để sử dụng cái NavG mà không cần phải tải cái phần mềm VPS VPN riêng ở ngoài á mọi người. Với lại là ngày hôm qua là tôi có làm cái video chia sẻ đến cho anh em về cái cách fix được cái lỗi VPN trên cái cloud NavG rồi, nhưng mà có rất là nhiều ông là kêu là anh ơi, anh hãy hướng dẫn cho tụi em cách mà để có thể vừa treo khi mà vừa tắt màn hình đi, cũng như là không có cần phải tải cái phần mềm VPN riêng ở ngoài đi. Đó, thì nói chung nhiều ông yêu cầu quá, thì bởi vậy là trong video này thì tôi gộp hai thứ lại để tôi làm luôn nha anh em. Rồi thì bây giờ thì tôi sẽ tiến hành tôi review cái bản menu ngày hôm nay, rồi sau đó thì tôi sẽ tiến hành tôi hướng dẫn cho tất cả các ông cách để có thể mà treo game Roblox làm sao mà không cần phải tải phần mềm VPN riêng ở ngoài, và cũng như là không có thể treo được khi mà tắt màn hình luôn nha anh em. Ok, bây giờ thì let's go thôi. Và rồi anh em ơi, thì đây là cái phiên bản menu ngày hôm nay tôi muốn mang đến cho anh em. Nếu mà nói về cái giao diện nha anh em, thì tôi thấy là đây là một trong những cái bản mà có thể nói là về cái phần giao diện á là nó cực kỳ xịn nhất luôn, xịn hơn những cái bản mà mọi người phải bỏ phí rồi mọi người mua luôn nha anh em. Đó, lý do tại sao, lý do là cái bản này á nó mới vừa cập nhật, thì anh em dòm vào á thì anh em thấy không, ủa cái giao diện gì mà xấu như thế đúng không anh em? Nhưng mà chưa nha, đấy cái này á chỉ là cái giao diện khởi đầu thôi. Đấy, để có thể mà sử dụng được những cái chức năng á thì ở đây á là anh em sẽ có bốn phần, là phần main này, phần trong phần main này á thì nó sẽ bao gồm những cái chức năng về farm level này, farm bone này, farm làm nhiệm vụ này, farm ta, nói chung là farm về những chức năng farm. Còn cái phần phát attack này á thì cái attack này á thì nó sẽ hỗ trợ cho mọi người là làm những cái nhiệm vụ sao 1 này, làm nhiệm vụ sao 2 này, làm nhiệm vụ sao 3 này, phần PVP này, phần star này. Đó, mọi người thấy không, rất là nhiều chức năng ha. Thì để có thể mà sử dụng được từng phần á thì khi mà mọi người nhấn vào á thì nó sẽ ra những cái dòng nhỏ như thế này. Ở đây thì mọi người nhấn vào ha. Đó, chẳng hạn như tôi vào cái phần main cho mấy ông xem. À, cái này á là về cái quảng cáo nè. Đấy. Rồi, ở đây phần main á thì mọi người nhấn vào cái phần farming cho tôi ha. Đấy, mọi người thấy chưa? Đó, nó có cái giao diện cực kỳ đẹp luôn anh em ạ. Và như tôi đã nói rồi, và cái giao diện của nó có cái tông màu xanh rất là đẹp ha. Đây, và khi mà anh em chẳng hạn như anh em muốn đóng cái này lại á thì anh em nhấn ở đây, thì cái này là chuyện bình thường rồi. Nhưng mà nhấn ở đây á thì anh em có thể thấy là nó chỉ đóng lại thôi nha anh em. Còn đối với lại cái bản menu này á, nó có thêm một cái chức năng nữa, thì khi mà anh em nhấn vào cái biểu tượng nè. Đây, anh em nhấn vào cái biểu tượng đó thì nó sẽ hỏi anh em là anh em chọn cái biểu tượng không có cái background hay là anh em chọn cái có background. Đó, anh em chọn cái có background thì anh em quay trở lại thì nó sẽ có cái biểu tượng của cái background nè anh em thấy không? Đó, rất là ngon và rất là đẹp luôn nha anh em. Đấy. Rồi còn về những cái chế độ farm á thì cái bản này á do là nó mới ra thì bởi vậy là những cái chế độ hoàn toàn sử dụng được 100% nha anh em. À thì tôi chưa nói với anh em bản này là không cần cây nha. Đấy, bản không cần cây. Rồi, farm level á thì tôi từ từ để tôi test cái phần bone cho anh em xem đi. Đây. Thì nói chung là do là nó mới ra thì bởi vậy là nó nhiều cái chế độ cho anh em lắm. À đây, ở đây có farm gương nữa này, farm gương là farm tờ win này, này rồi farm level này. Đấy, farm level thì tích vào thì nó sẽ farm cho anh em xem. Đó, còn về những cái nhiệm vụ này chẳng hạn như là stat này, stat thì mọi người nhấn vào thì nó sẽ ra nè. Đó, mọi người thấy không? Rồi, farm bone thì ở trong server 3 nha anh em. Đấy, trong server 3 thì nó sẽ có rất là nhiều chế độ này, có auto farm bone cho anh em nữa nè. Đó, thì hiện tại là tôi đang tiến hành tôi đi farm level nha anh em. Đấy, thì bản này là cái phiên bản Zroom. Thì bên Zroom này thì hồi trước là tôi đã từng làm video chia sẻ đến cho tất cả các ông rồi. Nhưng mà ở thời điểm đó là cái phiên bản đó thì nó đang ở trong cái giao diện là theo kiểu là giao diện beta á mọi người. Thì bởi vậy là nó khá là đơn sơ. Thì ngày hôm nay thì cuối cùng nó cũng đã cập nhật lên cái giao diện mới rồi nha anh em. Rồi, về bằng PvP á thì trong đây thì nó hỗ trợ cho anh em ambush kill này, rồi auto kill player này, tự động đánh người chơi này, rồi ambush kill có thứ lock camera đồ là có đầy đủ cho anh em luôn. Đó anh em thấy không? Về chế độ farm thì khỏi phải bàn nha anh em. Đây chế độ farm. Ủa, quái đâu hết rồi? À quái là có bạn này đang đánh nha anh em. Đó, do là có bạn đó đang đánh thì bởi vậy á là ui. À có bạn này đang đánh anh em ạ. Nhưng mà không sao. Mọi người thấy không? Tôi lại một phát tôi giành hết quái của người ta luôn anh em. Đó, cái bản này á thì nó đánh nhanh lắm anh em ơi. Tại vì nó mới vừa ra mắt mà thì chắc chắn là về cái độ mà nhanh đó thì khỏi phải bàn ha. À và hiện tại anh em có thể biết là cái Roblox nó đang theo kiểu là đang ban rất là nhiều người, thì chính vì thế là khi mà cái bản này ra mắt nó có tích hợp luôn cái chức năng đó, là mọi người có thể thấy không, khi mà quái chưa ra thì nó sẽ dịch chuyển như thế này, giúp cho khi mà mọi người đánh thì nó sẽ không có mọi người treo á, nó sẽ không có bị phát hiện là mọi người đang sử dụng những cái bản menu ha. Đấy, mọi người thấy không, đánh rất là ngon và rất là mượt luôn. Thì đó là về cái chế độ mà farm level nha anh em. Còn ví dụ mà chế độ mà farm bone thì anh em có thể test luôn.
Fanbon thì đây, Fanbon thì trong sao 3 này. Đấy, anh em tích vào thì nó sẽ tự động nó test cho anh em ha. Đó, thì nói chung á là cái bản này nhiều chức năng lắm, anh em về anh em trải nghiệm thêm. Rồi, BBB Star là tự động đăng ký số cái thứ này. Đó, thì nói chung á là cái này á anh em chịu khó về anh em trải nghiệm ha. Do là ở đây á là tôi chỉ quay sơ để tôi test cho anh em thôi. Còn về sau á là nó sẽ cập nhật thêm nhiều tính năng mới nha anh em. Tại vì bản này nó mới vừa ra mắt á, bởi vậy chúng ta không có đòi hỏi được nhiều ha. Đấy, rất là nhiều chức năng luôn anh em, mà phần main, phần farming, rồi phần farm level, rồi cái thứ là farm khỏi phải bàn luôn. Đó. Và level thì nếu mà anh em farm mình đó, thì nó farm rất là nhanh đó, gom quái đánh rất là ok ha. Rồi thì đó là về cái vấn đề của bản menu ngày hôm nay. Ông nào muốn sử dụng thì biết lấy ở đâu rồi đúng không, bình luận game. Còn bây giờ thì mời anh em đến với lại cái cách mà để treo được cái NowG khi mà anh em tắt màn hình, cũng như là không cần phải tải cái phần mềm VPN riêng ở ngoài ha. Let's go. Và rồi ok anh em ơi, thì để có thể mà như tôi đã nói hồi nãy là treo được cái Cloud NowG này, và cũng như là khi mà tắt màn hình và không có cần sử dụng những cái app VPN riêng ở ngoài, cũng như là không cần sử dụng những cái chẳng hạn như là TV VPN hoặc là Wacom VPN đồ cái thứ á, thì anh em sẽ cần chuẩn bị giúp tôi đó là cái trình duyệt PASI này nha anh em. Thì hiện tại là cái trình duyệt PASI này thì nó vẫn hỗ trợ tốt cho anh em về cái việc là treo cái Cloud NowG nha anh em. Và có rất là nhiều ông á là không có treo được trong cái PASI này, và mấy ông kêu là tôi hướng dẫn cho mấy ông, thì hôm nay là tôi sẽ hướng dẫn cho mấy ông cách để có thể treo được cái Cloud đó trong cái ba phần mềm PASI này. Thì cái phần mềm PASI này anh em hiểu nôm na là nó như là cái trình duyệt bình thường á, nhưng mà được một cái là nó hỗ trợ cho anh em khi mà anh em treo á, thì anh em có thể là vừa treo vừa thoát ra ngoài, vừa làm những cái việc khác này, cũng như là vừa treo khi mà vừa tắt màn hình đồ được là hoàn toàn luôn, bình thường luôn nha anh em. Rồi, và cái bản PASI này á thì anh em nhớ là anh em phải tải từ cái kênh của tôi, và anh em tải ở dưới phần bình luận game nha. Tại vì khi mà anh em tải trong cái cửa hàng CH Play á thì nó sẽ là cái bản free, và cái bản free á thì nó sẽ không có sử dụng được những cái tính năng VIP nha anh em. Đấy, thì anh em muốn sử dụng thì anh em phải trả phí. Còn khi mà anh em tải từ cái kênh của tôi á thì anh em sẽ sử dụng được cái phiên bản VIP hoàn toàn luôn, nhưng mà không tốn bất kỳ đồng nào ha. Rồi, thì đầu tiên anh em mở cái phần mềm PASI lên cho tôi. Rồi, thì ở đây là tôi mở lên nè. Rồi, thì sau khi mà mở lên xong á thì anh em đợi một tí cho tiến hành nó load vào ha. Rồi, thì sau khi mà mở lên xong á thì đây là cái giao diện trình duyệt của nó này. Thì như anh em có thể thấy á, thì anh em có thể sử dụng cái trình duyệt này để anh em xem YouTube, anh em lướt web được như bình thường luôn. Thì ở đây á, để có thể mà sử dụng được cái NowG ở thời điểm hiện tại, thì anh em sẽ tiến hành nhấn vào cái phía biểu tượng góc phải màn hình trên cùng giúp tôi. Thì đối với lại cái trình duyệt PASI này á, nó có một cái ưu điểm rất là lớn luôn, đó là nó có hỗ trợ kết nối VPN trực tiếp luôn nha anh em, chứ không có cần phải tải bất kỳ một cái app riêng nào ở ngoài hết. Đây, thì anh em nhấn vào nè. Thì sau khi nhấn vào xong á thì anh em sẽ chọn cái nước là Hoa Kỳ cho tôi ha. Đó, anh em cứ chọn cái nước Hoa Kỳ cho tôi là được. Rồi, ở đây á, thì như anh em có thể thấy là có rất là nhiều nước luôn. Và cái nước Hoa Kỳ này thì anh em phải sử dụng cái bản VIP thì anh em mới kết nối được nha. Còn nếu mà anh em sử dụng bản free thì anh em sẽ không có kết nối được. Rồi, sau khi mà kết nối xong rồi thì anh em sẽ vào trong cái trang NowG này cho tôi. Đấy, anh em vào đúng cái trang NowG này cho tôi ha. Rồi, thì sau khi mà vào xong á thì nó sẽ đưa mọi người tới cái game Granny như thế này. Tại đây thì mọi người nhấn vào cái chữ là Play in Power cho tôi. Đó, thì sẽ có rất là nhiều bạn khi mà nhấn vào á thì nó sẽ hiện lên cái chữ là Unrosy of VPN Detective như thế này, và nó bảo là mọi người không có vào được. Thì để khắc phục cái lỗi này á thì mọi người chịu khó, mọi người cứ rút lại đi cho tôi là được. Đó, mọi người cứ rút xuống rồi mọi người vào lại vài lần á là nó sẽ hết nha mọi người. Đó, thì đôi lúc á là cái này á là nó bị lỗi á mọi người, thì mọi người cứ tải lại cái trang rồi mọi người rút xuống mọi người vào lại vài lần là được ha, nó sẽ không có tình trạng đó là bị lỗi nữa. Đấy, thì nói chung á anh em lót đi lót lại khoảng vài lần á thì nó sẽ được nha anh em. Đó, thì sau khi mà được xong á thì anh em có thể thấy là nó sẽ vào được bên trong như thế này. Thì nói chung á là để có thể sử dụng thì anh em chịu khó anh em gọi anh em lót lại một tí là được ha. Rồi, sau khi vào như thế này rồi thì anh em đợi nó quảng cáo xong thì nó sẽ vào cái game Candy như thế này ha anh em. Rồi, anh em đợi một tí nè, anh em tiến hành nó vào nè. Đó, thì sau khi mà vào được tới như thế này rồi á thì việc của bây giờ á là anh em chỉ cần là làm sao mà để cho vào được trong cái trình duyệt trong cái NowG này, để anh em vào trong cái trang của tôi, anh em tải những cái clip về anh em treo vậy là được ha. Rồi, ở đây á là khi mà vào như thế này rồi, anh em nhấn vào cái dòng chữ màu xanh như cho tôi ha, dòng chữ mod info nè. Đó, anh em nhấn vào. Rồi, nhấn vào rồi thì nó sẽ đưa mọi người tới cái trang trình duyệt này anh em thấy không. Rồi, thì ở cái trang này á, việc của anh em bây giờ rất là đơn giản luôn, anh em sẽ vào trong cái trang là semnode.com/node/đạt.hg. đó, 123. Đấy, anh em vào đúng cái trang này cho tôi ha. Rồi, thì sau khi mà anh em vào đúng trang này á thì anh em sẽ tiến hành nó sẽ đưa anh em tới cái trang như thế này. Ở đây thì anh em tích vào là tôi không phải là người máy nè. Rồi, nó kêu anh em chọn cái nào thì anh em chọn cái đó. Và đặc biệt á là đối với lại cái này nè anh em, thì khi mà anh em tải từ trong cái của tôi á thì đối với lại cái NowG này thì nó sẽ không có quảng cáo nha anh em. Nó sẽ không có cái app game.tv, thì bởi vậy á là anh em sẽ thoải mái trong cái việc mà anh em chơi luôn. Rồi, ở đây á thì tôi đã cập nhật cho anh em rất là nhiều cái cloud rồi. Ở đây thì tôi sẽ tải ở cái cloud này về ha. Đó, rất là mượt luôn nha anh em. Cực kỳ mượt và cực kỳ ngon luôn. Đó. Rồi, thì nói chung á là tôi chỉ hướng dẫn sơ cho anh em thôi. Tới khúc này á anh em chỉ việc là anh em cài đặt rồi anh em vào anh em nhập tài khoản vào để anh em sử dụng thôi. Rồi, đó, thì nói chung là vào tới đây là coi như là anh em đã ok xong rồi nè. Rồi, tải xong rồi thì tôi sẽ tiến hành tôi nhấn vào tôi cài đặt nó ha.
Đó, thì cài đặt như bình thường thôi, chắc chắn là sẽ cài được 100% nha anh em. Rồi sau đó anh em nhấn mở này, đấy thì lập tức là nó sẽ vào trong cái tựa game Roblox như thế này cho anh em thôi. Rồi thì nói chung á là khi mà tới đây á là coi như đã anh em đã xong rồi, thì để có thể mà về sau mà theo kiểu là vừa treo và vừa thoát ra ngoài á thì anh em sẽ vuốt lên nha anh em sẽ vuốt theo kiểu là vuốt về màn hình chính á. Đây, đó anh em vuốt về màn hình chính thì ở ngoài màn hình của anh em nó sẽ xuất hiện cái đồ treo như thế này. Đó, thì anh em sẽ vừa treo Roblox này, vừa sử dụng những cái tác vụ khác này. Và anh em có thể là vừa treo như thế này rồi anh em tắt màn hình đi thì nó vẫn treo cho anh em ha. Đó, rồi rất là ngon luôn nha anh em. Rồi thì đó là những gì mà trong video ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ nhanh đến cho anh em. Còn bây giờ thì cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã đón xem video này. Chúc anh em có một ngày tốt lành. Bye bye.